Sự kiện ra mắt sản phẩm Body Lục Tảo, dự án phủ xanh của mỹ phẩm Soyon đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm vừa đáp ứng được nhu cầu của làn da phụ nữ Việt, vừa đảm bảo giá thành phù hợp và chất lượng vượt trội từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Sau sự kiện lần này thì công ty còn rất là nhiều dự án kế hoạch marketing và truyền thông để đưa Body Lục Tảo phát triển rộng rãi và lan tỏa trên toàn quốc. Doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, không chỉ bởi chất lượng sản phẩm mà còn nhờ định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn. Mục tiêu của doanh nghiệp là trở thành lựa chọn hàng đầu của thị trường mỹ phẩm Việt Nam trong thời gian tới.